Ngày 10 tháng 1, Đoàn Kiểm tra Liên ngành huyện Phú Tân đã tổ chức kiểm tra an toàn sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại chợ Trung tâm Thương mại Phú Mỹ. Tại đây, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện cũng như chấp hành các quy định an toàn sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, việc duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy, khả năng hoạt động chữa cháy tại chỗ, phương tiện chữa cháy, phương án thoát nạn cứu người tài sản, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp không đảm bảo an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để nhắc nhở xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.